cô này mua hai cái điện thoại, một cái xe máy, một cái đồ ngoài. Tiền mà mua sướng. Bao nhiêu dốc ra hết. Tự nhiên lại cứ phải mua chứ. Điện thoại. Cái kia nó chảy xuống bố nó rồi. Đi nó chặt hối. Cài lắm chương trình rửa hơi mà. Tao có cài gì đâu. Ở đây cái ăn nữa rồi. Đúng rồi, sao không chuyển sang được thẻ ấy.